Ping pong. Subscribe. Huh? Mừng Giáng sinh. Mọi người đang rất háo hức đón chờ lễ Giáng sinh sắp đến. Bạn thân nào Giáng sinh đã về rồi, bạn thân nào Giáng sinh đã đến rồi, bạn thân nào Giáng sinh đã đến rồi và một năm mới thật vui. Im lặng đây. Ai cũng vui hết, trừ ông Scrooge tham lam. Mục đích của cái lễ Giáng sinh này là gì vậy? Ô ta sông trong đông tiền, ô ta hay mau đem tiền. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Ai? Ai đó? Xin chào, tôi là linh hồn của Giáng sinh quá khứ. Tôi tới đây để cho ông xem cái này nè, ngài Scrooge. Linh hồn chỉ vào cậu bé Scrooge đang đọc sách một mình. Cái gì? Khoan đã, là tôi sao? Mẹ ơi, ba ơi, đừng đi mà. Ôi Scrooge, ôi Scrooge, có sao ngồi một mình đến khi Giáng sinh mà vẫn một mình. Ôi bạn bè đang quây quần hát vang khúc nhạc tuyệt vời. Ôi Scrooge vẫn một mình mãi thôi. Giáng sinh nào tôi cũng một mình hết, không chịu được nữa, dừng lại đây. Mọi thứ biến mất khi ông Scrooge hét lên. Ôi không, tại sao lại bị kẹt vậy chứ? Còn bạn là ai? Tôi hả? Tôi là linh hồn của Giáng sinh hiện tại. Tôi tới để cho ông thấy niềm vui của Giáng sinh đây. Sẵn sàng chưa nào? Hả? Scrooge và linh hồn đi đến một gia đình nghèo khó. Không có bữa ăn thịnh soạn nào trên bàn cả, nhưng trong mọi người vẫn rất hạnh phúc. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Ôi Noel với tiếng chuông ngân đã đến đây rồi bạn ơi. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Ca vang lên khúc giáng sinh vui, hãy hát vang lên nào. Sao trông họ hạnh phúc quá vậy? Họ nghèo mà. Bởi vì đây là lễ Giáng sinh mà. Còn bạn là ai? Tôi là linh hồn của Giáng sinh tương lai đây. Hãy theo tôi. Không, không đi nữa đâu. Scrooge và linh hồn đi đến một đám tang. Biết ngay mà, thế nào cũng có ngày này. Sao một mình mà ôm một đống tiền là chi không biết? Chả ai thèm tới viếng đám tang của ông Scrooge keo kiệt này đâu. Tại sao không có ai tới dự lễ tang để khóc thương cho tôi hết vậy? Ông biết sao không? Vì ông chẳng biết quan tâm tới ai cả. Không, không thế nào. Hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi đi mà. Cuối cùng thì ngày Giáng sinh cũng tới. Ồ, mình còn sống, mình còn sống. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Chúc mừng Giáng sinh. Bạn thân ơi Giáng sinh đã về rồi, bạn thân ơi Giáng sinh đã đến rồi, bạn thân ơi Giáng sinh đã đến rồi và một năm mới thật vui. Được rồi mọi người, tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc lớn tại nhà với nhiều món quà cho mọi người nữa đó.
Wow, bữa tiệc Giáng sinh sao? Mình háo hức quá đi. Nhớ tới nha mọi người. Tối hôm đó, mọi người đã đến dự bữa tiệc Giáng sinh thật hoành tráng. Và kể từ đó, Scrooge trở thành cá mập được yêu thích nhất trong thị trấn. Bạn thân Giáng sinh đã đến rồi. Và một năm mới thật vui. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Hả? Cá mập con, cá mập mũi đỏ. Nhìn váy của mình ngầu chưa nè? Của mình ngầu hơn. Ôi thôi nào. Những bạn cá mập ở Bắc Cực đang tập hợp lại. Họ sẽ làm gì đây? Mình sẽ dẫn đầu xe trượt tuyết của ông già Noel năm nay. Hả? Nhưng mình mới là người nhanh nhất ở đây. Mình phải dẫn đầu mới đúng chứ. Nào, với tầm nhìn tốt của mình có thể nhìn ở khoảng cách thật xa, nên mình dẫn đầu mới đúng. Nhưng nếu mình dẫn đầu xe trượt, nó sẽ trông ngầu hơn đó, vì mình là người ngầu nhất mà. Này, còn mình thì sao? Mình cũng muốn kéo xe trượt tuyết nữa. Bạn hả? Kéo xe trượt sao? Ôi không, cá mập con quá nhỏ để có thể kéo xe trượt đó. Bạn nhìn cái mũi sáng bóng của bạn đi, trông nó đỏ quá. Mọi người chắc sẽ cười nhạo nếu nhìn thấy bạn đó. Kìa mũi đó, mũi đỏ. Cá mập con, cá mập con. Nhìn kìa mũi thật là bông người. Mũi sáng bóng, chiếc mũi của bạn thật là sáng bóng kìa. Sáng quá, ai ai cũng trêu đùa. Sao mũi của mình lại sáng bóng và đỏ thế này? Ôi tội nghiệp bạn quá đi. Bạn chẳng thể chơi trò của cá mập. Mình tin là mình có thể kéo xe chuột mà. Cuối cùng Giáng sinh cũng đã đến. Ông già Noel đã tập hợp các cá mập lại. Vậy những cá mập sẽ kéo xe trượt năm nay là Chi Chi. Yes. Speedy. Yeah. Finn. Và Smarty. Leo. Yeah. Vision. Yeah. Ta cần đi phát hết những phần quà này trong tối nay. Nhanh lên, đi nào. Ho ho ho. Nhanh hơn nào, cao hơn nào. Ho 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 ho. Xe trượt đang băng qua đại dương thì đột nhiên gặp một màn sương dày. Coi chừng cá voi kìa. Dừng lại. Suýt nữa thì. Coi chừng. Ôi không. Ôi. Không ổn chút nào. Sương dày quá không nhìn thấy gì hết. Khoan đã. Ánh sáng ở đằng kia là cái gì vậy? Ồ, là chiếc mũi đỏ của cá mập con đó. Ồ, thật sao? Vậy cùng đến đón cá mập con nào. Wow! Cá mập con à, mũi của con sáng đẹp quá. Hãy dẫn đầu đoàn kéo xe trượt tối nay nha. Dạ tất nhiên, được ạ. Cá mập con dẫn đầu đoàn kéo xe trượt, trông thật hạnh phúc và hào hứng. Mọi người lượn sang trái nhé. Leo, cẩn thận nào. Ồ, cảm ơn cá mập con. Cá mập con à, tuyệt vời lắm. Hoan hô cá mập con. Hoan hô mũi đỏ sáng bóng của cá mập con. Kìa mũi đỏ, mũi đỏ. Cá mập con, cá mập con. Nhìn kìa mũi thật là bông người. Mũi sáng bóng. Tất cả bạn bè đều yêu bao nhiêu. Bạn là nhất cá mập con à. Cá mập con rất vui vì chiếc mũi của bạn ấy ngày càng sáng bóng. Hoan hô, cá mập con. Cá mập con đã cứu lễ Giáng sinh và ông già Noel đã phát được hết quà cho các trẻ em trên thế giới. Hả? Wow.
chắn ông già Noel đã nghe được điều ước của mình. Này các bạn, xem mình có gì nè. Mình háo hức quá đi. Sau bao ngày dài trông ngóng, cuối cùng Giáng sinh cũng tới. Mình yêu Giáng sinh, ước gì ngày nào cũng là Giáng sinh. Đúng rồi, vậy thì sẽ tuyệt vời lắm. Chỉ có một ngày Giáng sinh thì quá ngắn ngủi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Hey! Quà tặng ở khắp nơi nơi. Wow! Quà tặng ở khắp nơi nơi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Tối đó, cá mập con đã viết một lá thư gửi cho cô tiên Giáng sinh. Gửi cô tiên Giáng sinh, con ước sao ngày nào cũng là ngày Giáng sinh. Con xin cô đó. Hả? Hôm qua là Giáng sinh rồi mà. Sao các bạn vẫn còn hát bài hát Giáng sinh nhỉ? Bạn nói gì vậy cá mập con? Bạn không biết giờ đây ngày nào cũng là Giáng sinh sao? Nhìn đây nè. Trong mọi người thật hào hứng, ai ai cũng có quà Giáng sinh cầm trên tay. Wow, cô tiên Giáng sinh thật sự đã nghe được điều ước của mình. Yahoo! Mỗi ngày, các bạn nhỏ đều nhận được quà và ăn kẹo suốt cả ngày. Cuối cùng thì ngày nào cũng là Giáng sinh. Mặt khác thì cả mập con và bạn bè bắt đầu mệt mỏi vì ngày nào cũng vui đùa Giáng sinh. Đủ rồi, xin hãy dừng lại đi. Ăn kẹo nhiều quá làm cho mình bị sâu răng hết rồi nè. Hãy nhìn nè. Ôi, mình nghĩ mình đã ăn quá nhiều rồi. Ngày nào cũng là Giáng sinh, phải kết thúc bằng cách nào đây? Quà tặng ở khắp nơi sao? Tiệc tùng ở khắp nơi. Dừng lại! Chuỗi ngày dài Giáng sinh đã đến lúc phải nên dừng lại. Đây là lỗi của mình. Ôi cô tiên Giáng sinh ơi, con nghĩ con đã sai lầm rồi. Làm ơn hãy chấm dứt chuỗi ngày Giáng sinh này đi. Tối hôm đó, cô tiên Giáng sinh lại ghé thăm cá mập con. Cá mập con thân yêu ơi. Wow, cô tiên Giáng sinh. Con có thích chuỗi ngày Giáng sinh bất tận này không? Không, con không muốn kẹo hay quà nữa đâu. Con chỉ muốn Giáng sinh kết thúc ngay thôi ạ. Xin cô đó. Có vẻ như cá mập con đã rút ra được bài học cho mình sau câu chuyện này rồi. Sáng hôm sau, khi cá mập con thức dậy, chuỗi ngày Giáng sinh đã kết thúc. Hai ngô, Giáng sinh đã kết thúc rồi. Này, hôm nay là ngày mấy vậy? Là ngày 26 tháng 12. Vậy là đã qua ngày Giáng sinh rồi, phải không? Hay, hôm qua mới là Giáng sinh cá mập con à. Yeah, Giáng sinh kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cá mập con vui cười khi nhìn lại tất cả chuyện đã qua. Cá mập con nhận ra rằng chỉ một ngày Giáng sinh là quá đủ. Này các bạn có thích